Vòng xoáy nào đưa ta qua bờ bên lạ, vòng xoáy nào đưa ta rời xa mãi nhau. Đời là nghiệt ngã khi ta không vững bước, sẽ là niềm đau chỉ riêng ta chôn giấu. Vòng xoáy nào cho ta tiếng ca lạc loài, vòng xoáy nào cho ta một phút đam mê. Giờ nhìn lại đây quanh ta chỉ nỗi cô đơn, bước chân trượt dài vào nghiệt ngã cuộc đời. Giờ tìm đâu thấy phút giây ngày bình yên ấy, giấc mơ của tuổi thơ xưa chỉ còn mình tôi đơn đau. Xuống hầm để chúng ta tiếp tục nói chuyện. Bằng cách nào chúng có thể phát hiện ra cậu được? Chắc chắn là nó bám theo thằng Tam. Không, em đi từ nhà đến chỗ anh, đâu có ai bám theo đâu. Nó theo mày biết được chắc? Vậy là thằng Phong đã biết được thằng Tam là con của tôi. Nguy rồi, nguy rồi. Có chúng tôi ở đây, ông anh lo gì? Cùng lắm là giải quyết bằng một trận giáp lá cà là xong chứ gì. Hey, không được, không làm như vậy được. Chúng ta chưa hiểu hết lực lượng của địch như thế nào. Bản thân tôi ở đây chưa biết tạo phong là ai nữa. Bởi vậy nên suốt đời anh phải làm nô bộc cho tụi nó. Bởi vậy đó, tôi mới nhờ tới sự hợp tác của anh Tào với cậu. Thằng A Cẩu hả? Dạ. Tối hôm qua chính mắt cháu nhìn thấy thằng Tam Búa con qua cẩu đến vũ trường, đưa cho thằng Tân Bò một cọc tiền, và chúng trò chuyện với nhau rất là thân mật nữa. Thằng A Cẩu này dám qua mặt tao sao? Vậy là rõ rồi. Đột nhiên A Cẩu tiêu thụ hàng của chúng ta bớt đi một nửa, vì hắn đã âm thầm nhận hàng của ông Tạp, tuôn hàng vào thị trường của chúng ta. Đồ khốn, dám vuốt râu hùm hả? Đại ca, để em tập hợp đàn em xử nó. Dạ, cháu xin có ý kiến. Nói đi. Dạ, cháu nghĩ là A Cẩu chủ động qua mặt mình chắc chắn là có sự toan tính và phòng bị rất là chặt chẽ. Nếu như mình manh động chủ quan, chắc chắn là sẽ rơi vào thế bị động. A Cẩu là chỗ dựa của thằng Tàu và Tân Bò, chắc chắn
họ sẽ liều mạng bảo vệ ông ta. Với lại, cháu nghĩ là A Cẩu chưa công khai đối đầu. Vì vậy, chúng ta giả bộ như là không biết gì hết. Dụ A Cẩu đến một nơi nào đó rồi hành động một cách rất là gọn nhẹ. Như vậy là không ảnh hưởng tới công an. Và mình cũng tránh tổn thất nữa. Mẹ nó, sợ cái quái gì? Kéo tới nhà, chém nó rút. Đánh nhanh rút gọn, nó mới sợ mình. Phải đó, không chỉ A Cẩu mà xử luôn thằng Tân Bò. Cho tụi nó biết chúng ta là ai. Một khúc bản lĩnh tới đâu mà dám đối đầu với chúng ta. Thằng Phúc nói cũng có phần đúng. A Cẩu không mạnh, nhưng bắt tay với thằng Tàu giống như là hùng mọc thêm cánh vậy. Tuy nó chưa công khai nhưng dám chống lại mình. Chắc chắn chúng đã có tính toán và phòng bị kỹ lưỡng. Đúng là không thể coi thường được. Trước tiên, chúng ta phải cảnh cáo nó. Chưa cần phải gây ồn ào đâu. Thằng Luân cùng Linh Khỉ đi gặp A Cẩu. Dạ. Dạ. Còn thằng Phúc cùng Minh Rô dẫn đàn em đi tìm Tân Bò. Lấy mỗi thằng một ngón tay đem về đây cho tao. Dạ. Dạ. Nè, làm cho khéo. Nếu cảnh cáo chứ không nghe thì xử luôn. Dạ. Gì nữa đây? Chắc là anh Phúc đã nhờ bạn can thiệp rồi. À, chào quản gia. Có chuyện gì mà gọi tôi lục xuất vậy? Phải có việc thì mới phiền đến A Cẩu chứ. Có chút việc liên quan đến chiến lược tiêu thụ hàng sắp tới. Tôi muốn mời anh đi ăn để chúng ta bàn bạc một chút. Vậy hả? À, bàn chuyện làm ăn à, tôi sẵn sàng. Còn vấn đề ăn uống à, cho tôi hẹn lại dịp khác à. À, thật ra là tôi có chút chuyện của gia đình, tôi không có tiện đi ra ngoài được. Có chuyện gì à, chúng ta trao đổi qua điện thoại á. Như vậy sao được? Chuyện làm ăn thì phải gặp bàn bạc trực tiếp chứ. Vậy anh cậu có thể cho tôi cái hẹn vào một ngày nào đó được không? À, việc này à, tôi không có chắc được. Hay là thế này đi, để xong việc này tôi sẽ chủ động gọi lại cho anh, được không? Vậy cũng được. Tôi đợi điện thoại. Nhớ sớm hơn một chút nha. Ông chúa muốn giải quyết chuyện này mau chóng. Được à, xong việc tôi sẽ gọi liền cho quản gia. Chào quản gia. Chúc quản gia ăn khang ha. Hằng Lục Nhiên gọi điện cho mình à, mời đi ăn là chắc là có chuyện rồi. Bây giờ mà thò cái mặt ra đường là ăn sẹo chắc luôn. Tốt nhất là cố thủ cho chắc ăn đó.
Alo, xin chào ông anh. Chúng mới điện thoại và mời tôi đi ăn. Chắc chắn là có âm mưu gì đó. Tôi cảm nhận được là mình đang bị nguy hiểm đó. Ông anh cứ bình tĩnh, cứ khéo léo tìm cách né tránh thì sẽ an toàn thôi. Chúng có thể bất ngờ ập vào nhà tôi à, bất cứ lúc nào tôi có thể trở tay không kịp. Đơn giản thôi. Vậy thì ông anh đừng có ở trong nhà là được. Đến một nơi nào đó cho an toàn. Tôi có nhà có cửa mà bây giờ sống như kẻ lưu vong vậy sao? Ông anh lại sĩ diện rồi. Muốn thành việc lớn thì phải biết hy sinh những cái chuyện nhỏ, những cái tiểu tiết. Bọn tôi cũng đang trốn chui trốn nhủi đấy thôi. Anh Tào có dặn, cứ bình tĩnh, tạm thời lánh mặt đi. À, mấy ngày nữa sẽ có người vào chi việc trong này. Hy vọng là tình trạng này sẽ không kéo dài. Mọi sự là tôi và các anh hết đó. Yên tâm đi ông anh. Chỉ cần ông anh giữ được lập trường và uy tín giữa chúng ta là được rồi. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Anh Tào là người chưa bao giờ biết thất bại. Vậy nha, tôi tin vào chú. Lão già chết nhát. Thấy động này nó trốn mất tiêu rồi. Vậy tụi mình đâm thẳng tới nhà nó luôn. Không làm như vậy được. Làm vậy coi chừng có đi không có về. Chơi sao? A Cẩu thì không có gì, nhưng điều đáng ngại là đàn em của Tân Bò. Bọn chúng ở Hải Phòng vào, chúng rất liều lĩnh và lại đang ở trong bóng tối. Không lẽ tụi mình sợ nó à? Con sói thì không thể ngủ mãi trong hang được. Chúng ta đợi vài ngày, tôi sẽ cho người mai phục quanh nhà A Cẩu. Đợi khi hắn ra ngoài thì chúng ta sẽ hành động. Tốt. Mẹ nó, tụi khốn thì lặn đâu mất tiêu rồi không biết. Em nghĩ là tụi nó chắc chắn đang cảnh giác ém quân ở đâu đó thôi. Em thấy là tụi này nó cũng tranh ma lắm. Bây giờ sao? Cậu vốn là giỏi việc thám tử. Nói tôi nghe coi. Em nghĩ là mình nên bắt đầu từ Tam Búa. Nhưng mà bây giờ cha con của nó lặn mất tâm rồi. Em nghĩ là mình phải nên chờ thêm mấy ngày nữa. Nếu tụi nó trốn luôn thì sao? Không đâu. Từ khi tụi nó tự bỏ ý định cạnh tranh với mình, tụi nó đang manh động vì mục đích này mà. Làm sao mà trốn cho được? Phải xuất đầu lộ diện thôi. Được, cứ vậy đi. Tội nghiệp cuốn bông quá. Hiện tại anh đang ở trong một căn biệt thự rộng thênh thang. À? Ok, rất vui vì có một người muốn đến ở cùng. Em nhớ gửi hình cho anh xem để coi dung nhan em thế nào. Anh hai mới về hả? Không sai nữa sao không tắt màn hình đi? Từ hôm qua tới giờ anh hai đi đâu mà không về vậy? Công việc. Sao? Mấy ngày hôm nay đám thằng Tam Búa sao? Thái độ nó lạ lắm. Hôm qua em thấy nó thấy em, tự nhiên nó lén lút nó chạy mất à. Không có nói gì hết. Hôm nay nó không đi học,
Nó viết đơn xin phép về quê để tang bà nội nó đúng một tuần gì đó. Vậy hả? Anh là nhờ anh luôn nào đó dàn xếp, phải không? Anh nghĩ là chắc tụi này nó không dám làm phiền mày nữa rồi. Nè. Dạ, gì anh hai? Giữ tiền xài đi, lo mà ngủ sớm. Sáng mai dậy ra bến xe đón bé Tiên đó. Hả? Anh nói thật hay giỡn vậy? Bộ anh hay nói giỡn như mày lắm hả? Anh cho nó xuống đây học bổ túc cấp 3 chung với em luôn đó. Bé Tiên xuống đây học luôn sao? Có gì đâu mà ngạc nhiên vậy. Không phải trước giờ em muốn vậy sao? Sao bây giờ anh mới cho anh biết? Biết sớm biết muộn không có khác gì nhau đâu, hiểu không? Nhưng em cũng phải có quyền biết trước chuyện này chứ. Anh làm em bị động à. Anh giống ba lắm. Gì? Mày vừa nói cái gì? Tao cấm nha. Cấm mày nói tao giống ba đó, hiểu chưa? Tao mà giống ba, giờ này mày không có chuyện ngồi ở đây đâu. Ý của em nói là cái nét mặt của anh giống ba. Không tin phải không? Lấy gương xem thử coi. Cũng may là tao giống nét mặt thôi đó. Ước gì bây giờ tao có nét mặt giống má ha. Anh mà giống má anh sẽ đẹp trai hơn. Ý mày nói mặt mày giống má mày đẹp trai hơn anh nè à? Đừng có mơ. Lo mà hẹn giờ ngủ sớm để sáng mai đi đón bé Tiên. Cấm gây chuyện đó. Anh đi nha. Ủa, anh không có ngủ ở nhà nữa sao? Không. Ngủ ngon. À, dạ. Khóa cửa cẩn thận rồi mới ngủ nghe chưa? Dạ. Đi suốt ngày suốt đêm cũng may chỉ có nét mặt giống ba thôi đó. Ý, nãy giờ quên. Cuốn bông, cuốn bông, cuốn bông. Dạ, em nghe thưa biên tập. Chào nhà báo tương lai. Bà viết cho anh hôm bữa, sao rồi? Dạ, em đang viết nè anh. Mấy ngày nay em có một số việc lu bu nên đã... À, viết hơi chậm đó nha. Em khẩn trương trong vòng ngày mai cho anh, để anh còn kịp lên khung số mới nữa. Dạ, em hứa là chiều mai em sẽ giao cho anh. Ừ, cố gắng lên. Sắp tới ra trường, còn về chỗ anh mà làm nữa chứ. Dạ, em cảm ơn anh. Em chào anh.
không muốn liên lạc với anh thật sao? Anh Phúc đang bận chuyện gì mà hôm qua tới nay không thấy mặt gì ta? Hay là cố tình tránh mặt mình? Chắc là phải có việc gì đó quan trọng. Để mai coi sao. Tại sao mình lại có thể bị phân tâm bởi anh ta vậy chứ? Một kẻ có nhiều bí ẩn với hai bàn tay trắng. Chắc có lẽ mình thích sự bí ẩn của anh ta. Anh gọi điện nhưng không được. Anh biết là em đang buồn vì anh, nhưng tại sao em lại cố chấp đến nỗi không cho anh một cơ hội giải thích? Chúng ta không đáng phải sống trong tâm trạng thế này. Bởi vì thực tế mọi chuyện không có gì cả. Những gì em thấy và em đã suy nghĩ là hoàn toàn chủ quan. Mọi việc không như em nghĩ đâu. Có một số chuyện thuộc về cuộc sống và công việc của anh hiện tại. Anh mong em hãy hiểu cho anh. Giữa anh và Kim không có chuyện gì hết. Kim có thể thích anh, đó là quyền của cô ấy. Nhưng anh yêu em và chỉ có mình em. Đó là lựa chọn của anh, và anh hạnh phúc với điều này. Có một số việc anh đối với Kim chỉ là vì cha cô ấy, không phải vì anh có tình ý gì với Kim. Xin em hãy tin anh, tin vào tình cảm anh đã, đang và sẽ dành cho em. Đừng như vậy với anh nữa Trang à. Nó chỉ khiến em buồn khổ, còn anh cũng không được vui vẻ gì. Em cố chấp như vậy là đang lãng phí thời gian của chúng ta, em có biết không? Hãy gọi cho anh khi em có thể. Anh luôn mong chờ điện thoại của em. Anh yêu em và nhớ em nhiều. Nếu như tụi nó không xuất đầu lộ diện thì cũng phải có cách dằn mặt chúng chứ. Ngồi chờ sao? Kéo tới tiệm kiến của nó, đập bể bà hết đi. Tới đâu tới. Còn thằng A Cẩu anh cứ để cho em. Ừ, giải tán, hành động đi. Dạ. Tao nghĩ đánh thẳng vào xào huyệt tụi nó là không nên. Sao lúc nãy mày không nói với chú Bạch? Tao thấy chú Bạch cương quyết quá nên không dám nói. Mày tin ý như vậy là đúng đó. Chú Bạch hết kiên nhẫn rồi, cản cũng vô ích. Vậy cũng tốt. Dù sao cũng phải dằn mặt tụi nó. A Cậu bắt tay với Tân Bò là rõ rồi. Không dằn mặt hắn, chúng nghĩ mình là nhu nhược sẽ làm tới. Cái nào lựa đi con, con thích cái này nè mẹ. Dạ chào cái anh ạ. Cũng được. Xin lỗi, anh cần mua loại kính nào ạ? Cái này đi chị. Con thấy tốt. Mua cái mạng mày được không? Dạ. Cái này bao nhiêu? Dạ vậy? Chắc anh có hiểu làm chuyện gì không ạ? Mày đừng có giả nai trong kịch với tao hả? A Cẩu đâu? Dạ dạ em không biết, mấy ngày nay không thấy ông chủ ở đây ạ. À, anh tha cho em. Có chuyện gì ông chủ về em sẽ báo lại cho ạ. Nè, mày đưa cho thằng chủ chó của mày á, mày nói với nó đây là quà của thằng Linh Khỉ,
Mày nhắn lại với nó là trốn biệt tích đi, đừng để tao thấy mặt. Mày nghe rõ chưa? Dạ dạ dạ, em nghe rồi, em nghe rồi ạ. Dì. Dạ dạ. Sao? Anh A Cẩu, anh A Cẩu. Hả? Cái gì đó? Cái gì? Có cái gì quan trọng không? Nó gửi cho anh cái này. Nó nói đại ca đừng có để cho nó thấy mặt nha. Hả? Không lo, nó không có vợ đâu. Cũng may là ta thông minh, lần trước không là tiêu rồi. Tụi nó có lập phá gì cửa hàng không? Dạ không, tụi nó chỉ kêu là nói với đại ca vậy à. Cha, viên đạn nhìn đẹp thiệt ha. Lép cái đầu mày, lép cái đầu mày. Cũng tại mày á mà xảy ra cái chuyện như vậy đó. Có anh Tân giúp đỡ mà bà lo cái gì? Họ máu lửa sao bà biết mà. Ây da trời ơi. Alo, chào ông anh. À, Tân hả? Nguy rồi đó. Có chuyện gì vậy? Tôi làng em nó mới vừa kéo tới cái cửa hàng của ông hộ. Nó lễ lại một viên đạn nữa. Ôi dào ơi. Tưởng chuyện gì? Chỉ là trò hù dọa nhau thôi. Ông anh không phải lo chuyện đó. Nếu cần, em có thể gửi tặng cho bọn nó cả một băng đạn. Ê, tôi là không có hù đâu. Thì cứ cho là thật đi. Thì sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt với bọn nó thôi. Tối nay có mấy thằng đệ tử từ ngoài kia vào bổ sung rồi. Nếu tụi nó dám đụng tới ông anh thì tụi này không để yên đâu. Ông anh không tin tên bò này sao? Ngồi tin đó. Vậy thì ông anh cứ yên tâm, để vụ này thằng em giải quyết cho. Vậy nhá. Mới dọa một tí mà đã đái ra quần. Đã nhát mà còn bày đặt xưng hùng xưng bá. Lẽ nào hôm qua tới giờ em không vào hộp thư? Hay em vẫn còn đang cố chấp với anh? Không giống em chút nào. Alo, anh nghe nè. Em đã đọc mail của anh gửi. Anh đang chờ câu trả lời của em đó. Chiều em học ra chúng ta gặp nhau nha. Chiều giờ đó anh bận rồi. Khoảng 9 giờ anh ghé nhà em được không? Vậy cũng được, anh làm việc đi. Vậy nha. Dạ. Hẹn tối nay sẽ gặp em. Bye anh. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã qua. Gái ban đi, nghĩ ngợi cái gì vậy? Dạ, con đang tính xem còn mấy ngày nữa con phải quay trở lại Mỹ. Còn 5 ngày nữa, ba sẽ thu xếp công việc để có thể ở luôn bên con. Dạ.
Con sao vậy? Vậy là con muốn bệnh rồi đó. Con phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Tự nhiên con thấy mệt quá. Nè, ăn thêm một chút xíu nữa đi. Rồi ba sẽ đưa con về nhà nghỉ. Dạ. Kim, con có sao không? Còn con không biết nữa. Tự nhiên con thấy bị ngộ độc thức ăn. À, thôi được rồi, bây giờ để ba đưa con đi bệnh viện. Thôi con nghĩ là không cần đâu. Bây giờ ba cho con về nghỉ là được rồi. Không được, phải vô bệnh viện mới được. Lỡ như ngộ độc thức ăn thì không có được đâu. Đi. Mấy đứa đâu? Dạ. Cái thức ăn này xuống dưới nhà bếp. Con có bị bỏ độc không? Dạ. Nếu như có vấn đề gì cho biết dịp hết. Dạ. Bác sĩ, cháu nó bị sao vậy bác sĩ? Không phải là ngộ độc thức ăn chứ? Chúc mừng anh đã lên chức ông ngoại. Bác sĩ nói sao? Ông ngoại? Dạ, con gái anh đã có thai được 3 tuần tuổi rồi. Thai nhi rất khỏe mạnh. Mà chồng cô ấy đâu, sao không thấy đến mà anh đến? Bác sĩ có nhầm lẫn gì không? Kết quả là chính xác. Tôi có chụp phim, để tôi đi lấy kết quả cho anh xem nha. Chuyện này nghĩa là sao? Hay là ba biết cái thai là của ai? Nói. Con nói ra. Nhưng mà ba đừng có làm gì anh ấy nha ba. Là ai hả? Dạ, là một người con quen ở trong quán ba. Nó là ai hả? Dạ, anh ấy mới qua Mỹ du học rồi ba. Cha mẹ nó là ai? Ở đâu? Con định lừa dối ba hả? Ngay khi mà con gây ra chuyện tài đình này sao? Ngày mai ba sẽ dắt con đi phá thai. Dắt qua Mỹ tìm cái thằng đó. Con phá thai đâu? Đứa bé đâu có tội gì đâu ba. Con muốn sinh nó ra. Con mới 17 tuổi, việc học chưa đi đến đâu hết. Lại có thai với một kẻ vô trách nhiệm. Con nghĩ là ba chấp nhận chuyện này hay sao?
ba chỉ có một mình con. Ba thương con, chiều chuộng con. Không có nghĩa là ba sẽ nghe hết theo lời của con. Đây là một sỉ nhục đối với ba. Con hiểu không? Ba không để yên cho thằng khốn Sở Khanh đó đâu. Con xin ba, con muốn giữ lại đứa bé. Đó là tình yêu của anh ấy dành cho con. Anh ấy sẽ vì nó mà ở lại bên con ba. Được, ba sẽ cho con giữ lại cái thai. Với điều kiện con phải nói cho ba biết cha của đứa bé là ai, hả? Con sẽ nói. Nhưng mà ba phải hứa với con là không được làm gì anh ấy. Dạ ba. Được, nếu thật sự nó yêu con, có trách nhiệm với đứa bé, nói đi, là ai hả? Dạ, là anh Phúc. Anh Phúc! Má. Hôm nay thời tiết có vẻ tốt rồi nha. Má này, thời tiết dạo này luôn tốt mà má. Chứ không phải mấy hôm nay trong phòng của con gái má bị nước lụt hả? Má này. Alo, em nghe đây. Alo, tao nghe nè Luân. Chú Bạch cho gọi mày tới nhà gấp đó. Cái gì? Càng nhanh càng tốt đó. Được rồi, mày chờ tao chút xíu đi. Được rồi. Nha. Nhưng mà phải nhanh đó. Anh tới đâu rồi? Alo. Anh đang đứng trước cửa nhà em nè. Vậy hả? Chờ em chút nha. Nhưng mà anh tới rồi hả? Đợi em chút nha. Em à, anh vừa mới nhận điện thoại của giám đốc gọi anh, cho nên anh phải đi có chuyện gấp. Sao anh phải đi luôn hả? Anh xin lỗi. Hay là để ngày mai anh gặp em luôn nha. Nhưng mà anh có việc gấp cho giờ này sao? Anh cũng không biết bây giờ có chuyện gì gấp nữa. Bây giờ anh phải đi gấp. Có gì ngày mai anh gặp em sau nha. Anh xin lỗi. Anh việc gì mà giờ này còn có chuyện gấp nữa. Thiệt là mình thích anh ấy thời còn là sinh viên hơn. Thank you.
Làm sao để nói với anh Phúc kịp thời để anh Phúc đối phó với ba của mình ta? Ba đã cắt hết tất cả nguồn liên lạc của mình với anh Phúc rồi. Chắc chắn là ba đang định làm gì đó. Anh Phúc rất có thể sẽ gặp nguy hiểm với ba của mình. Thưa chú, Phúc đã tới. Dạ, chú cho gọi cháu. Mẹ, tao đã tin tưởng mày, giúp đỡ mày được như ngày hôm nay, vậy mày dám qua mặt tao hả? Kìa chú, cháu không hiểu gì hết. Không hiểu hả? Mày không hiểu hả? Mày. Cô ơi, cô không được vào đâu. Đây là công ty của ba tôi, anh dám cản tôi hả? Dạ. Khốn nạn của Kim, cô Kim không vào được đâu. Khốn nạn. Ba, con xin ba đó, ba đã hứa với con là ba sẽ không làm gì anh Phúc mà. Ba, dù gì anh Phúc cũng là cha của đứa bé trong bụng con. Là cha của cháu ngoại ba đó. Ba, em vừa nói sao? Em có thai với anh hả? Nó đã được 3 tuần tuổi rồi. Nó là con của anh đó. Mày còn đến không thừa nhận như sao hả? Ba. Nếu bà còn muốn hành hạ anh Phúc thì bà hãy đánh con trước đi. Tại vì con là người chủ động tất cả, anh Phúc không có tội gì hết á. Tất cả là tại con. Tại con. Ba, con xin ba đó, ba cho anh Phúc một cơ hội đi ba. Đưa nó về, mau lên. Dạ. Ba, con xin ba đó, ba không được làm gì anh Phúc hết đó. Ba, con ba không nhà. Được làm lên. Gì anh dạ. Phúc mà. Về nhà đi cô ơi. Nếu anh Phúc có mệnh hệ gì, con chết cho ba coi. Đi về. Ba đã không đi hết được con đường tình của mình, bây giờ ba bắt con phải như ba hả? Rồi ba sẽ phải hối hận. Được, con sẽ chết cho ba coi. Con sẽ đi theo má. Con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba. Giờ trong ngõ vắng, riêng tôi đứng đây lẻ loi, biết bước đi đâu về đâu. Riêng tôi trượt ngã trong cuộc đời. Giờ nhìn lại đây, quanh ta chỉ nỗi cô đơn. Bước chân trượt dài vào nghiệt ngã cuộc đời. Giờ tìm đâu thấy phút giây ngày bình yên ấy. Giấc mơ của tuổi thơ xưa chỉ còn mình tôi đớn đau. Giờ trong ngõ vắng, riêng tôi đứng đây lẻ loi, biết bước đi đâu về đâu. Riêng tôi trượt ngã trong cuộc đời. Riêng tôi trượt ngã trong cuộc đời.